Chào bạn, video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một mảng kiến thức nó thuộc về phần chiến lược trong cờ vua. Đó là về những cái ô vuông tiền đồn và những cái ô vuông được bảo vệ quá mức. Ở đây các bạn có thể thấy trên hình thì những cái ô vuông người ta gọi là ô vuông tiền đồn là những cái ô vuông mà nó được bảo vệ bởi quân tốt và nó không thể bị tấn công bởi quân tốt của đối phương. Thì đây chính là một ô vuông tiền đồn. Ô vuông này, đây là ô vuông đối với đen. Ô vuông này thì nó không phải ô vuông tiền đồn vì quân tốt ở B2 có thể đẩy lên. Giả sử mà chúng ta có quân mã hay là quân tượng ở đây thì quân tốt có thể đẩy lên và nó sẽ kiểm soát ô vuông này. Còn ở ô vuông đằng này cũng vậy, quân tốt ở H2 có thể đẩy lên H3 để kiểm soát. Vậy giả sử bây giờ đứng ở đen đi thì các bạn sẽ chơi thế nào để có thể kiểm soát được ô vuông này? Thì chắc các bạn dễ nhận thấy đó là các bạn sẽ đẩy tốt lên ô H5. Thì các bạn có thể, đây, thì các bạn có thể kiểm soát được ô vuông này. Trong trường hợp trắng đẩy tốt lên H3 thì quân đen sẽ tiếp tục đẩy tiếp tốt xuống H4. Và như vậy là đây sẽ là một ô vuông tiền đồn thứ hai trong cái cấu trúc tốt này. Khi các bạn có được câu vuông tiền đồ này thì các bạn sẽ đưa quân, thường là quân mã, có thể là quân tượng, nhưng mà tượng thì ít thôi, tại vì tượng nó sẽ khó hơn để đi vào quân này, để đi vào ô này hơn là quân mã. Thì những quân mã ở vị trí như vậy thì rất là mạnh, nó giúp kiểm soát vùng không gian lớn, thuận lợi cho việc tấn công của bên đen. Thì kiến thức về cái ô vuông tiền đồn nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái ô vuông được bảo vệ quá mức. Thế nào là những ô vuông được bảo vệ quá mức? Đó là những ô vuông rất là quan trọng. Như các bạn thấy trên hình thì cái ô vuông D4 này chính là những ô vuông được bảo vệ quá mức. Nó được bảo vệ bởi quân trắng gồm có 4 quân, đó là tượng, mã, xe và hậu. Thì cái lợi ích của cái ô vuông này, nó sẽ giúp cho chúng ta thuận lợi cho bên trắng, thuận lợi trong tấn công, đồng thời cản trở cái hoạt động của đối phương. Tức là chừng nào mà bên đen mà vẫn chưa ăn được quân tốt này thì bên đen sẽ chưa thể tấn công được bên trắng. Cái kiến thức này được kỳ thủ Nimzovic là người đầu tiên hoàn thiện nó. Có một kiến thức mà các bạn cần phải nhớ trong cái ô vuông được bảo vệ quá mức này, tức là cái số lượng quân bảo vệ sẽ phải lớn hơn là cái số lượng quân tấn công thì cái ô vuông này nó mới được giữ vững. Ở đây là có 4 quân phòng thủ trong khi chỉ có đen chỉ có 2 quân tấn công. Thì đây chính là ô vuông được bảo vệ quá mức, đó là ô vuông D4. Trên hình trên là quân mã được bảo vệ quá mức. Các bạn có thể nhìn thấy là ở đây có 4 mũi bảo vệ trong khi bên đen chỉ có 2 mũi tấn công. Và chừng nào bên trắng còn giữ được quân mã hay là giữ được cái ô vuông E5 này thì bên trắng có rất nhiều lợi thế. Trong hình này thì các bạn thấy là quân tốt ở ô D3 là quân tốt được bảo vệ. Các bạn có thể nhìn thấy là bên đen có 4 mũi để bảo vệ quân tốt này. Nhìn cũng đã thấy thôi, với quân tốt này thì bên trắng rất khó để có thể thoát quân ra và phản công lại. Tất cả đều, các quân đều đang phải đứng co cụm ở phần sân nhà để phòng thủ. Giả sử nước tiếp theo trắng chơi, trắng lấy xe để ăn xe của đen, sau đen sẽ lấy xe để ăn sang, và sau đó nếu mà đen sẽ tiến quân xe xuống ô C2 này thì trắng sẽ gặp rắc rối lớn. Và đây chính là quân tốt thông được bảo vệ quá mức. Trong ví dụ cuối cùng này thì các bạn sẽ nhìn thấy trong hình là quân được bảo vệ quá mức ở đây chính là quân mã ở ô D4. Nó khi quân trắng giữ được quân mã ở ô này thì nó sẽ ngăn cho đen không thể tấn công được, đen sẽ không thể đẩy tốt lên được. Và ở đây chúng ta thì nhìn thấy là trắng có 3 mũi bảo vệ là xe, hậu và tốt, trong khi đen thì chỉ có 1 mũi tấn công.
và như thế sẽ trắng sẽ đạt được cái mục tiêu của mình là khóa tốt ở B5 của đen. Thì đây chính là cái quân được bảo vệ mà đóng vai trò là quân khóa. Nếu đến trắng đi thì trắng có thể nhảy mã vào ô C6 và chiếu tướng bắt hậu của đen. Thì đây chính là kiến thức về cái ô vuông được bảo vệ quá mức, tức là chúng ta sẽ cần phải bảo vệ nó nếu không muốn bị tấn công, hoặc là dùng nó để có thể chiếm cái vùng không gian lớn hay là giữ cái lợi thế. Nó sẽ thuận lợi trong việc tấn công, đồng thời nó cũng khóa các quân của đối phương và không cho quân của đối phương có thể di chuyển. Thì đây chính là kiến thức về những cái ô vuông được bảo vệ quá mức. Cái ô vuông được bảo vệ quá mức này thì cái tên tiếng Anh của nó là Over Protected. Thì nếu các bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn hay là muốn có những cái ví dụ nó cụ thể, nó chi tiết hơn thì các bạn có thể tìm nó bằng tra cứu bằng tiếng Anh trên Google gì đó. Trong video này thì mình muốn nói thêm một chút kiến thức bổ sung về cái ô vuông yếu. Ở đây giả sử như các bạn thấy ở đây quân tượng của bên trắng hay là tượng ở cái cột G và cột B nói chung, thì khi mà chúng ta có thể đổi được cái quân tượng này thì chúng ta sẽ có lợi thế lớn để nó phá cái hàng phòng ngự của bên trắng. Thường thì chúng ta sẽ đổi cái quân tượng trắng này của bên trắng bằng sự kết hợp của tượng trắng và hậu của bên đen. Ở đây tại sao khi đổi thì có lợi thế là bởi vì đây, giả sử các bạn xuống tượng đây, trắng lên mã đây, bạn đổi được. Đổi được có lợi thế là bởi vì khi tốt đã đẩy lên rồi thì cái ô vuông ở H3 này và cái ô vuông ở quân mã này sẽ là hai ô vuông yếu, nó không được tượng bảo vệ nữa. Thì sau khi bạn đổi được thì các bạn sẽ có lợi thế. Ô vuông này hiện đang được tốt giữ, tuy nhiên lát nữa đẩy tốt lên thì nó sẽ là ô vuông yếu. Thì đó chính là lý do mà các bạn đổi được quân tượng, các bạn sẽ có lợi thế. Đây, đây là hai ô vuông yếu mà đen có thể khai thác. Và bên trắng thì hãy cố gắng là không đổi được quân tượng đó, bằng cách là các bạn sẽ chơi quân trắng, các bạn sẽ ra xe và lùi quân tượng xuống.